như cống hiến cho xã hội. Bởi vì chị mới tặng em tới 500 ngàn đó lưng. Cái công việc gì? Ăn được 500 ngàn mà chị vậy hả? Đây nè. Đây nè. Nó đang chịu đau cùng em á. Ăn nhiêu con hào chị, người hai con được rồi em. Mình chỉ ăn là 6 con nha em. Đây nè mọi người ơi, chờ chút xíu nha, nghỉ mệt chút xíu. Giải lao 5 phút nha mọi người. Đến thời gian quảng cáo. Chị ăn quảng cáo đấy chị ăn. Cái gì? Quảng cáo. À mọi người ơi, sau đây là 5 phút quảng cáo nha mọi người. Mỗi lần lấy nhân mụn bên mình là chị có 300 ngàn một lần lấy nhân mụn nha mọi người. Chạy dưỡng chất thêm thì từ 200 tới 400 nha, có nghĩa là combo là 500 tới 700 một lần. Với lại mình rất là đẹp nha mọi người. Nhưng mà mình ế hả? Nhưng mà ế nha, ai có nhu cầu gì tìm người yêu thì qua kiếm mình nha. Mặt bạn xài gì mà bị dữ vậy chị? Bạn dị ứng cái gì mà không biết nha em. Xong đi lấy mụn xong bị viêm lên nha. Trăm mấy luôn. Chúng nguyên nhân bị mụn thì là không biết. Bị mụn, bị như vậy cỡ 3 tháng hết không chị? 2 tháng hết nha em. 2 tháng là 60 ngày 10 lần rồi đủ rồi đó mọi người. 2 tháng là hết. Mà cũng không biết đâu mọi người ơi. Bỗng một ngày bạn hết mụn mình cũng không biết được đâu. Khách bên mình bỗng một ngày hết mụn luôn á. Có nghĩa là mình đoán cho bạn là khoảng 10 lần là hết. Nhưng mà có một số ca là nó tiến triển tốt đó mọi người. Như bạn này nếu mà da bạn còn nhỏ tiến triển tốt đó, thì từ 5 tới 7 lần là nó độ ổn dữ lắm rồi nha mọi người. Chứ không phải nói 10 lần là 10 lần nha. Là quan trọng theo cái tiến trình, cái cải thiện của da bạn nữa. Tay nghề của chị Hoài tốt lắm mọi người. Ui trời ơi, xong cái này chắc chị hot lắm luôn á Hương ơi. Cho em xem mặt camera đi chị. Chờ chút xíu đi em lên TikTok ra chị nè. Lên TikTok đi em. Đó, TikTok chị đang trực tiếp ở trên đó đó. Coi xem mấy mảnh đó. Hello chị, vừa từ kênh TikTok qua để kiếm video, ai ngờ chị phát trực tiếp luôn. Ừ đó. Chị đang trực tiếp hai bên luôn đó em. Bên này 134 rồi nha, bên đó nhiêu rồi? 135. Ừ. Em nổi tiếng toàn thế giới rồi đấy. Em nổi tiếng ở nước ngoài luôn rồi đó Lương ơi. Từ bên TikTok qua nè. Nhiều bạn từ TikTok qua lắm rồi đó. Qua đây. Hana chị mượn số mời thăm, qua đây. Ai bên TikTok qua thì nói nha mọi người. Ai bên TikTok thì qua thì nói nha. Bởi vì TikTok không có quay gần được bạn ơi, bạn qua Facebook xem nha. Chị cho em hỏi chị giọng dễ thương kia đi chị ạ, à. Đi hai lần quên hỏi ạ. À. Tinh Hạnh nha em. Để đi xem mụn đi tình gái vậy. Thì người ta hỏi vậy thôi. Em bên TikTok nè chị. Hello Thanh Sang. Từ TikTok qua nói nha mấy đứa, em xem riết liền luôn á chị. Ừ. Cái này bị sẹo chắc luôn. Ừ, chị sẽ hạn chế sẹo cho bạn. Chị sẽ cho nghệ nè, dưỡng nè, cho bạn đắp lên hàng ngày. Cái ca này mà không hết mụn, không lấy tiền nha mọi người. Chưa đắp nghệ được. Chưa hả? Đắp nghệ rồi sao rửa? Nha, chưa đắp nghệ nha. Tí nữa hãy đắp mặt than hoặc làm vậy. Em vừa qua nè, hello. Đắp than cho hello, bạn. Hello mấy đứa ơi. Nếu mà từ TikTok qua thì nhớ hai cái bay của chị trước nha. Rồi để sau này. Này rồi chị ăn trả lời luôn nha. Ừ. Tân Phong, hello. Hello em, hello Tân Phong. TikTok qua đây, hello. Em từ TikTok qua nè, trời ơi mấy đứa qua dữ vậy. Em bên TikTok qua nè, hello em. Trời coi đi em. Mình bên TikTok qua, hello. Trời ơi cảm ơn mọi người nha. TikTok qua luôn nè chị, hello. Em cũng từ TikTok. Em muốn coi gần à. Lên TikTok. Lên Facebook. Lên Facebook coi nha mấy đứa ơi. Hello mấy đứa nha. Hello mấy đứa từ TikTok qua nha tụi em. Hello chị. Trời ơi nay vui quá nè mấy đứa. Trời mé view. Ừ cái view khủng chưa. Chiều mấy giờ qua vậy chiều? Bạn chiều không có qua rồi. Phát ơi. Em cũng TikTok qua nè chị. Hello mấy đứa, từ TikTok qua mấy đứa nhớ like cái trang bay của chị nha. Mọi người qua trang fanpage Facebook để xem nha.
Ừ. Em cũng tự TikTok qua nè. Trời ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa làm chị vui quá hả? Em từ Trung Quốc qua nè. Bên em 177 đó chị, mấy chị như là 176. TikTok 100 mấy luôn hả? Ừ. Trời ơi, ghê. Trời ơi, chị hot mà. Nhờ em đó. Em thấy coi mấy người mấy triệu view vô like cũng có mấy chục người coi à. Ừ đúng rồi. Ca này nặng quá chị ơi. Mình từ TikTok qua luôn á. Cảm ơn bạn nha. Hello hello mọi người TikTok qua nha. Sao không nhận được thông báo ta? Trời ơi sao không bật thông báo hay sao? Em từ Facebook qua nè, từ TikTok qua nè, từ TikTok qua nè. Ờ ơi, bên em chưa có chị xèo rổ nha. Sao vậy chị? Không biết không ăn chịu bận cái gì hay sao á Pháp ơi. Sướng mắt thế. Ồ cảm ơn mấy đứa nha, từ TikTok qua. Coi á thì nhớ like sang bay của chị nha mấy đứa. Nhớ quyên góp cho bạn. Nhớ quyên góp. Nè nè em phải kêu đi chứ. Nè mọi người ơi. Mọi người ơi nhớ quyên góp cho bạn nha, bán đấu giá để cho bạn có tiền đi điều trị mụn nè. Bạn hết tiền đi điều trị mụn rồi, đi trị mụn ở chỗ khác mà hết 5 triệu rồi đó mà chưa hết mà bị nặng thêm nữa nè. Trời ơi 200 mấy người rồi. Muốn xỉu mọi người ơi. Quay qua bạn kia đi chị, bạn nào like như này anh thấy khó chịu đó. Lần trước em đi chị người ta quay mặt khó chịu. Không, bạn cho quay nha mọi người. Phê quá chị ơi, gần 200 người. Em từ wifi qua. Em từ Việt Nam qua kênh chị luôn. Trời, hello mấy đứa nha. Thời tới đỡ không kịp đó chị. Thời tới đỡ không kịp. Thời tới cả không kịp mấy đứa ơi. Chị ở đâu vậy? Chị ở Gò Vấp nha. Giọng chị đọc bình luận trên TikTok hay vãi. Đúng rồi. Còn Hạnh đâu rồi? Trời đất ơi, bỏ xuống buông đào xuống giùm chị coi. Trời ơi, nó đang like mà nó đói bụng quá nó đi ăn rồi mọi người. Chờ chút xíu nha. Có ủ tê không ạ? À? Không nha em. Lấy nhân bụng xong rồi nó hơi đau chút thôi nhưng mà nó lành liền. Mình ủ tê là nó sẽ bị cơ, nó bị teo cái cơ lại á. Ê thì nó bị... môi ủ tê mà 6 ngày rồi vẫn còn tê luôn á. Nó cứng tê cơ lại á thì nó sẽ không có lành da cho bạn mau được nha. Em từ Việt Nam qua bên kênh chị luôn. Trời cảm ơn mấy đứa nha. Trời ơi đã qua cái kênh Facebook của chị. Qua thì theo dõi chị nha, với theo dõi TikTok của chị nha mấy đứa. Em từ Việt Nam qua. Hai chị cho em, chị cho xem mặt chị quay bên TikTok đi. Chị quay bên TikTok hả? Nó đi ăn rồi, chờ chút xíu. Ê thôi, giờ kêu người ta follow thì được không? Em về em quay cái mặt của em lên là em bao follow luôn á. Chứ không có cần gì tới chị luôn á. Luôn à. Tên như đó đừng có nói hình em ảo nha. Hình em chụp mà em chưa có mụn. Ý là em quay cái mặt mụn của em á. Em lên follow ầm luôn ấy. Ghê quá, trời ơi. Em quay cái mặt em lên xong rồi mọi người ơi, cứu mình với, mình phải làm sao là cả ngàn bình luận luôn á. Chứ mấy bạn follow anh ta Facebook được. Ổ này nặng hết mấy đỉnh, chị sẽ trị hết ca này mụn này cho bạn nha. Chị bạn chỉ cần kiên trì, chị sẽ điều trị hết cái ca này cho bạn. Mà chị đâu tính ra là má mụn em chị ít nặng luôn á. Lần đầu tiên cười lần đầu tiên có ca mụn khủng này cặp bến nhà Hana nha mọi người ơi. Từ TikTok qua luôn nè chị. Cảm ơn mấy đứa đã từ TikTok qua nha. Chờ chút xíu là chị sẽ lên Zalo mấy đứa nha. Chút xíu là chị lên Zalo chị nói chuyện mấy đứa trên TikTok ha. Em lần trước đi chị chỗ khác lần đầu nặng đau phát khóc luôn. Bởi mặt em nhiều mụn đầu đen. Bởi vậy nặng cũng có nhiều chỗ nha. Bạn Luân ơi, em thấy nặng có đau hơn với cái chỗ cũ của em không? Cũng đau đau vậy hả em, trời mày chết quớt mày. Cổ xài kim nó thốn. Thốn lắm đúng không? Ừ, bên chị không có thốn đúng không em? Ừ, mày nói đúng coi ơi. Dạ đúng. Ừ, vậy đi. Bên chị nó cũng thùng cân sống dở. Ừ. Tiếp đi Hạnh. Ở bên này bị tụt view rồi chị ơi. Đó, vợ em đó. Tụi đi ăn. Chị quay mấy chị kia đi chứ quay chị dạy chán lắm. Thanh Sang ơi, chờ chút xíu chị đang quay mụn cho mọi người mà. Em bên Vũ Hán qua nè chị, em bên Vũ Hán qua nè chị, em bên Vũ Hán qua. Trời ơi, cô Guna không mấy đứa. Cho mấy cách ly 4 ngày xong qua. Trời ơi, cái giọng của Hạnh gì thôi chứ. Cố lên em, 500 view đi mọi người. Mọi người ơi, qua trang Facebook xem nha. Cái Hạnh mà nó biết live stream này, hơi bị tỉnh á. Tội không biết live stream rồi.
da này giống bạn tự nặng ở nhà mới bị mài vậy, không, bạn nặng ở chỗ bệnh viện đó mọi người, mà bị đóng mài như vậy đó. Nói chung là nặng bên chị nó cũng sẽ đóng mài như vậy nha, nhưng mà nó hạn chế viêm hơn so với bên kia nha. Trời ơi, nhìn cái tay chị nặng đầy nhân hình vừa thích quá nè, coi nè, thấy gì chưa? Quay chị Hạnh giùm em. Không đâu nha mấy đứa, chờ chút xíu, chờ chị xuống chị lên TikTok chị sẽ quay Hạnh cho. Nè Hạnh đó, thấy chưa? Trên TikTok á. Khi nào có cái áo của em mới lên nha. Không áo em có lên nha. Ừ. Đeo bộ trang. Em ở trong team chị ra nè. Hello mấy đứa, em từ TikTok luôn. Trời ơi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã từ TikTok qua nha. Mình biết hết thầm phòng ngủ cũng qua. Bạn này đâu có ăn mấy đâu mà. Quay chị Hạnh, Hạnh ơi, bây giờ em lên TikTok đi. Là Hạnh, Hạnh, Hạnh nó đang trên TikTok đó mọi người đó. Thấy chưa? Thấy Hạnh trên TikTok cho mọi người, lên TikTok lại đi. Mọi người ơi, trên TikTok mình không có xem cận cảnh được nha, lên Facebook để xem nha. Trang Facebook của bên mình đang live stream nữa. Quay chị, quay chị, quay bên TikTok đi chị ơi. Em lên trên TikTok kìa, nó đang đứng kìa em. Trời ơi, nói não như mấy đứa này thiệt chó. Nó sang đây để cho kêu. Giọng hay quá trời ơi, thiệt chớ. Gì mà nặng quá vậy, ừ nặng, hơi nặng đó em. Em vừa từ Trang Thiên Tai qua nè, trời ơi. À em thấy rồi chị. Chị mặc áo hồng phải không? Chị là chị là người quay Facebook là chị người bạn áo hồng. Còn cái con bé mà bạn áo cam áo đen là cái con mà ở trên TikTok. Ok chưa? Còn cái bạn áo hồng đứng là bạn của cái bạn đi lấy mụn. Ừ vậy đi. Info chị Hạnh đi chị, chờ chút xíu đi mấy đứa ơi, mấy đứa. Từ từ bình tĩnh. Chị đó đẹp gái dữ ta. Trời. Đeo khẩu trang mới đẹp gái. Đeo khẩu trang biết đẹp gái luôn ha, em nói chị vậy. À, chị đây nè, chị là người quay Facebook nha mấy đứa, chứ không phải là quay TikTok nha. Chị Hạnh đẹp gái quá nè. Ủa gì vậy? Tan nát đời trai. Không, chưa tan nát đâu, còn được. Làm xong có sẹo gỗ không ạ? Bạn có sẹo sẵn rồi, nên xin sẽ có sẹo chút xíu nha. Nên chị phục hồi cho bạn được nha. Nói gì? Lên trả lời nè, người ta hỏi địa chỉ đâu, trả lời luôn. Ừ, em rảnh em ngồi đó em nói địa chỉ đi phát. Hạnh. Chị đang quay mặc áo hồng. À, mặc áo hồng là chị nè em. Đó, là chị trên Facebook, trên TikTok á, là chị bằng áo hồng á. Chị ơi, cho em hỏi là mặt em lâu lâu có bị đầu đen lên khi là bị sao vậy chị? Đúng rồi, cái mặt chị bằng áo hồng là chị. Giọng chị nghe cưng ghê đó. Cái gì cái gì? Ủa không quay cận cảnh được vậy ha, như vậy ạ. Mọi người ơi, quay trang fanpage trên Facebook để xem nha. Facebook của bên mình là Hai Lan Chị Mụn Sống Ở Thăm. Cái này khủng thiệt, đúng rồi, quá khủng. Chị là 47922 Hai Lan Chị Phường 5 Quận Gò Vấp nha mọi người. Bạn ấy gì mà bị nặng vậy chị? Bạn bị dị ứng xong rồi bạn đi lấy nhân mụn nhưng mà nó bị viêm lên đó, xong rồi qua chị chữa lại. Cái giường chị thiết kế em cái tay cầm người ta dịnh xéo sắc quá nha. Bạn ấy xong quay lại mới qua kia em coi xong quay lại. Ưa nè mấy đứa, chị là bên Facebook nè, chị mặc áo hồng đó mấy đứa, coi video đi nặng bụng đeo khẩu trang được không chị? Không nha, rảnh quá nha. Chị Hạnh mất tiêu nữa rồi. Ừ Hạnh ơi, đút cái đầu vô em. Cầm cái gì cứng cứng quét một vòng đi chị. Ừ là ta cái mặt luôn em. Chị ơi, quay nhân mụn trên em nói cái gì chị không hiểu. Chị người miền Tây á chị người miền Tây nha. Ca này căng nha. Ừ căng lắm em ơi. Chị đâu vậy chị? Chị ở Tiền Giang. Ủa khúc nào vậy em? Chị ở cái đẻ. Xa xôi lắm. Đã quá luôn. Nặng cái này xong xỉu 3 ngày chưa tỉnh. Trời ơi, nó còn tấu hài nữa mà em. Nó không có xỉu nổi đâu. Có nhiều bạn ở Đắk Lắk lên đó bạn. Đi em follow
Vụ gì hồ quỷ follow tôi vậy? Hạnh không xuất hiện mà bạn sẽ bị follow. Giá trị này là bao nhiêu? 700.000. Ủa giá trị nào? Mặt chị. Xe máy này là của anh Pháp đúng không? Đúng rồi. Vậy à, trời ơi, chị Hạnh có người yêu chưa? Em chưa có người yêu nha. Mặt chị tròn tròn. Ừ. Tân Uyên Bình Dương. Đau không vậy? Không có đau nha em. Em vừa ăn cơm vừa coi nè. Thấy chưa, vừa ăn cơm vừa coi luôn, thấy chưa mấy đứa? Đang ngậm gì trong miệng? Tụt huyết áp. Em vừa ăn cơm vừa coi nè. Bạn này mạnh mẽ chị ơi, gặp em làm khóc sưng mắt luôn á. Đúng rồi, bạn này mạnh mẽ. Trời ơi, gặp cái bạn lúc nay không đi lúc sáng thôi chứ chắc. Ba ngày ba đi. Nó bảo là giá trị mụn bao nhiêu? 500 tới 700 một lần nha em. Ca này chừng nào hết chị? Tầm 2 tháng nha em. Không đau đâu chị, đau không nói thành lời thôi. Đúng rồi đó em. Quay nhân mụn trên tay cho em xem với chị yêu nhiều nhân không? Ok. Ngừng 5 phút đi, 2 phút đi ngoài. Ờ dảnh tay ra nè, nè nè mọi người. Số không? Đây nha. Làm xong cái ID này là lưỡi luôn. Lưỡi lưỡi luôn. Thiệt. Mọi người ơi, nghỉ ngơi chút xíu nha. Trời ơi, rất mụn rồi. Nè, nhân mụn nè, thấy chưa? Về nhà tự bằng nhẹ nhàng nó nha em. Mình dùng xe cấp nhiệm. Chi vậy? Dạ. Ừ. Em tiếp xúc nhiều với bụi. Rồi ok. Được chưa? Tiếp nha. Hạnh nó không có biết gì hết. Cái gì? Không, đang không đang nói vấn đề đó, em cứ tiếp tục đi. Em kêu để em tập cho chị trả lời, chị không biết sao trả lời kịp gì hết. Chị đang trả lời trên này muốn chết. Thôi chị em mày đánh nhau đi. Mệt mỏi. Là lần sau bớt bao nhiêu phần trăm cho bạn? Khoảng 30% nha em, chứ không có được nhiều đâu nha. Thôi đi Trần Hương ơi, em đừng có bình luận như vậy nữa mà, bạn đi mụn bạn buồn lắm rồi. Lâu lâu có một hột mụn to nặng rồi sát trùng là chảy nước mắt luôn á. Trời, má này cũng cưng dữ lắm nè, cũng dữ nhằn lắm nè, đúng rồi. Lát chị quay mọi người bên TikTok nha. Ok nha em ơi. Hồi chị lên trên đó chị live stream nha. Chị ngồi nói chuyện với mấy đứa. Lâm Kiều ơi, nếu mà bạn ở Phan Thiết xa quá thì bạn chụp tình trạng da gửi cho bên mình xem thử nha. Nếu mà không có lên được thì bên mình sẽ hướng dẫn cho bạn đi chị mụn ở tại nơi bạn sống nè. Ủa vậy hả Hạnh? Cười cười cười. Ủa chứ ta. Không, cứ trả lời đi. Không hạnh. Nhân viên thiệt luôn á, muốn nó vô để nó bỏ mình hay sao? Ai mua đầu mụn không? Em bị mụn hỗn hợp luôn nè. Bị mụn hỗn hợp hả? Có bạn nói bị mụn lộn xộn nữa. Mình làm xong có mua thuốc bên chị không? Phải mua thuốc bên chị dưỡng về nha em, chứ đừng mua tùm tà la, không biết bảo đảm chất lượng đâu. Giọng gái Buôn Ma Thuột nó hay vậy đó chị à. Ừ đúng rồi, ước gì chị là người Buôn Ma Thuột. Có một bạn giọng Buôn Ma Thuột còn giọng còn nhức nách hơn nữa nha mọi người.